Dự báo là về thời tiết ngày hôm nay tại thành phố Cần Thơ cũng như là toàn khu vực Nam Bộ sẽ trong trạng thái nắng nhiều từ sáng cho tới chiều. Mưa thì vẫn có thể xuất hiện về chiều tối, tuy nhiên chỉ lác đác một vài nơi, lượng không đáng kể. Cụ thể trưa nay, hầu khắp khu vực Nam Bộ phổ biến trong ngưỡng nhiệt là từ 32 tới 34 độ C. Riêng Biên Hòa chạm ngưỡng nắng nóng 35 độ C. Trời mà nắng mạnh như thế này, quý vị lưu ý chỉ số tiêu cực tím cũng sẽ lên cao nếu mà chúng ta phải ra đường vào khoảng thời gian giữa trưa và đầu giờ chiều thì quý vị nên mặc áo chống nắng bằng loại vải dày để tăng tác dụng là cản nắng. Và bên cạnh đó thì cần phải đổi nón, đeo kính râm và không thể quên được đó là bôi kem chống nắng. Lưu ý là chúng ta nên dùng loại kem chống nắng có chỉ số SPF là khoảng từ 30 cho tới 50 là phù hợp nhất. Còn những loại kem mà có chỉ số rất là cao khoảng từ 60 cho tới 100 thì chỉ nên dùng ở những vùng da đặc biệt mà đang điều trị nám hay là dị ứng ánh nắng. Về dự báo cụ thể nhiệt độ tại thành phố Cần Thơ, trong ngày hôm nay, nắng lên từ sớm và kéo theo đó nhiệt độ sẽ tăng nhanh, 10 giờ là 31 độ C, đến 14 giờ tăng thêm 3 độ nữa là 34 độ C. Và về chiều và tối có thể xuất hiện mưa rào rải rác. Tình trạng xuất hiện mưa về chiều và tối nay thì cũng xảy ra tại thành phố Phú Quốc. Còn trong sáng và trưa thì trời có những khoảng nắng đang xen cùng với mây. Mức nhiệt cao nhất là khoảng 32 độ C. Về đêm, nhiệt độ thấp nhất khoảng 27 độ C. Chuyển sang thời tiết biển. Vùng biển từ Bình Thuận cho tới Cà Mau dự báo là trời sẽ ít mưa, gió Tây Nam khoảng cấp 4 cho tới cấp 5. Riêng vùng biển ở Bình Thuận có gió cấp 6, có lúc giật cấp 7 biển động. Còn ở khu vực Cà Mau và Kiên Giang, tuy là gió chỉ khoảng cấp 3 đến cấp 4, nhưng mà lưu ý là trời mưa dông kèm theo đó là gió giật và lốc xoáy nguy hiểm.